Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơn miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì để tiếp tục hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem mình lát cái gạch tách màu gạch nền cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì mình đang xử lý ở cái góc hành lang này là gạch xếp của 80 á, nó là cỡ nên mình giá cái này, rồi mình sẽ tiếp tục mình đi gạch viền. À, tách màu nền cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp video của mình nha. Thấy video mình hay hữu ích nhớ đăng ký chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like nha cô chú anh chị và các bạn. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi kênh của mình. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm hàng ngày nha.